chịu ảo thuật qua một bên. Để nhìn này nha. Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi trời. Cái gì vậy em? À, giống chị Cát Tường không? Cát Tường 10 thì bạn được 9. À. Công việc gì mà phải thí nghiệm? Dạ, ngành học của em hiện tại là ngành công nghệ sinh học á chị. Chúng ta sẽ gặp chàng trai ngày hôm nay, xin mời. Chào bạn. Chào mọi người. À, em tên là Vũ Ngọc Sơn, năm nay em 22 tuổi. Hiện tại em cũng đang là sinh viên năm cuối. À, đồng thời em là ảo thuật gia. Ảo thuật gia luôn. Yeah. Mới 22 tuổi, đang học năm cuối đi tới đây kiếm vợ làm gì? Ế quá em. Ế gì? Có giờ quen mấy người rồi? Dạ chưa quen ai. Xạo. Dạ em nói thiệt luôn. Thiệt không? Dạ thiệt. Thề đi. Chắc lo ảo thuật không chứ gì. Cũng có mấy bạn nữ có thích em, có chủ động làm quen, nhưng mà em nhìn em thấy quen không được rồi thì em chảnh nữa. Dạ. Em cũng hơi bị chảnh đó chứ em không phải là không có chảnh đó vậy chị. Rồi chảnh là chảnh sao? Gặp rồi nha. Chảnh là cũng giống bên kia chứ không phải là ai cũng thích được đâu á nha. Ừ. Còn áo thuật gia hả chị? Chắc là lo đi diễn không chứ không lo cho em đâu chị. Bởi vậy mấy giờ này mới ế đó, mới nhờ đến chương trình đó. Dạ. Hôm nay em đến với ai, có ai ủng hộ em không? Dạ em đến với bạn của em. Đâu bạn em đâu? Em bạn thân của em. Ủa cái gì vậy mấy bạn? Anh ơi hốt hàng thanh lý giùm em. Ồ vậy là em đây là hàng thanh lý đó hả? Trời ơi có nói quá không? Người ta vậy mà thanh lý cái gì không biết nữa. Làm gì ế dữ vậy trời. Em ơi em có thích ảo thuật không? Dạ cũng hên xui. Bây giờ em ảo thuật thử màn coi dưới vỗ tay thì bạn bên kia thích. Cái này em chỉ tặng riêng anh Quỳnh Linh thôi. À dạ. Dạ. Theo em từ trước giờ em để ý anh Quỳnh Linh là anh Quỳnh Linh hình như là không thích ảo thuật. Mỗi lần mà anh Quỳnh Linh xem ảo thuật là anh muốn tìm tòi bắt bẻ, moi móc ra rồi làm cái gì làm cái gì. Trời ơi. Xin mời bạn. Thử coi nha. Mọi người chú ý giùm tôi nha, cái gì nói giùm tôi nha. Mọi người xem thì ở trong tay em là ba lá bài 8 9 10. Em sẽ nhẹ nhàng em úp xuống và em sẽ rút lá chính giữa ra. Thì anh Quỳnh Linh nghĩ là lá chính giữa là con số mấy ạ? Lá 10, số 10. Lá số 10 rồi ok. Em mượn cái ngón tay của anh được không ạ? Anh để ở đây. À, khi mà em búng tay lên á thì anh cho khán giả xem rồi từ từ anh quay lại anh coi rồi. Hay là số 10 hay là số 89 rồi. Gì vậy? Cho em xin lại. Thôi cũng được, cũng được, dễ thương. Cái này thôi dễ thương. Thôi dẹp cái vụ ảo thuật đi, tới đến đây là lo kiếm bạn gái kiếm vợ, lo ảo thuật. Bên kia người ta có tài ảo thuật, còn em tài năng của em là cái gì? Em nấu ăn nhưng mà có ngon. Vậy sao gọi là tài năng? Ta đang hỏi tài năng mà. Dạ em nấu mấy món trứng rất là ngon. Vậy là hiểu rồi đó, hiểu tài năng rồi đó. Hiểu tài năng của em sao rồi đó. Em ở đâu, quê ở đâu? Quê gốc ở Đồng Tháp. Bây giờ em gặp một đối tượng anh yêu thương người ta, nhưng mà cuối cùng là bây giờ quê quán người ta gốc gác ta ở ngoài Bắc, ngoài Trung gì đó rồi, em chịu không? Em sợ yêu xa lắm chị ơi. À, thấy chưa anh Linh, có người ta không đồng ý, hồi nãy anh nói là giờ là được hết. Còn em thế nào nếu bạn gái của em ở rất là xa? Cái danh duyên đó là do em thôi. Nếu mà ai hợp với em là em không quan tâm vùng biển đó lắm. Giờ hỏi bạn, bạn cần cái điểm nào nhất ở người bạn trai của mình? Dạ chuẩn men chị. Em cảm nhận bao nhiêu chuẩn men trong con người của em? Bạn bè em nói em cũng phải được 99. 99? Dạ. Còn 1% kia thì sao? Dạ tại vì cái đặc thù công việc và bên ngoài của em là em cũng vui lắm. Đôi khi em thích chọc cho người ta cười, người ta cũng nói em bê đê. Rồi, chỉ có 1% thôi ạ. Điểm gì em không thích ở người bạn trai của mình? Bánh bèo là em không thích. Bánh bèo là sao? Dạ bánh bèo là giống như là thích chân diện, ẻo lả. Bên đây chân diện có nè. Lâu lâu em có một bữa. Rồi cái gì nữa không thích ở bạn trai của mình? Dạ đặc biệt là không có được tên Nhân. Hả? Không được tên là Nhân. Lý do? À, tại vì hai bạn trai chú của em đều tên Nhân hết á. Chỉ như vậy mà em thích bạn trai em giống ai? Cái mẫu người lý tưởng bạn trai của em? Dạ em thích bạn trai em giống Cười Seven. Chà cái mục tiêu nó thấp quá ha. Em thích bạn gái em giống ai? Ngoại hình thì giống chị Cát Tường rồi ạ. Nhưng mà cái khuôn mặt đừng giống chị Cát Tường. Sao vậy? Gì? Sao vậy? Tại vì em sợ anh. Sợ gì? Nếu mà em tưởng tượng mà em mà hôn chị Cát Tường em mở mắt ra. Ủa cái vụ gì vậy? Cái gì vụ gì? Qua đây, qua đây. Qua đây coi. Sao sao sao? Ồ gan quá ha. Tại anh Quyền Linh đó giờ kìa mà anh còn chưa dám tưởng tượng cái chuyện đó. Gan quá. Nhìn thẳng vô mặt chị kìa.
thích mẫu người như thế nào? Dạ, ngoại hình giống như Ghé Tường là ok à. Mặt giống ai? Mặt sao không được, anh em đừng giống như Ghé Tường. Cái như Ngọc Quyên cũng được à. Không cho body cho các Tường mà không cho mặt Mỹ Quyên, Ngọc Quyên. Phải không? Dạ. Ý là vậy phải không? À, đứng lại em hung chị các Tường, cái đi em tưởng tượng sao khỏi tưởng tượng đứng hung luôn. Không được đâu ạ. Em nói em chưa quen ai và nụ hôn đầu em cũng chưa có luôn à, nên em đang đợi một cái người mà giống như tình duyên sẽ đánh của em đó. Rồi rồi, em... chừng này bánh bèo chắc rồi, trời ơi trời. Không ổn rồi đó em, chị thấy không ổn rồi đó. Ủa chưa hôn ai thiệt luôn hả? Dạ chưa. Chưa có mối tình đầu luôn? Dạ chưa. Có rung động trước người con gái nào chưa? Hồi trước có nhưng mà em... Có rung động với người con trai nào chưa? Dạ không có rồi ạ. Mẫu người bạn thích là như thế, như tức là dáng dốc như vậy rồi, nhưng mà cái tính tình thế nào? Không có cá tính, nữ tính một tí là được rồi. Em thích mẫu con gái có tóc dài tí à. Rồi, thấy chắc quốc rồi đó. Không thích bạn gái như thế nào? Đanh đá, ngang bướng, giọng chua, ba cái đó thôi được rồi. Coi rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Dạ. Dạ. Em có hết luôn á. Em có hết luôn hả? Dạ. Chết mồi như vậy sao? Em không biết nữa. Em thích bạn trai như thế nào? Dạ không ở chưa. Bây giờ là em không có chút xíu. Có chút xíu. Có giờ chút xíu. Không được nói dối nữa anh. Có nói dối không? Thề là em không có nói dối à. Anh bên kia chưa hung ai bao giờ? Em có hung bao giờ chưa? Là hai nhân rồi. Hai rồi. Hai nhân rồi. Em có thích gặp người chưa bao giờ hôn không? Cũng thích. Cũng thích ha. Dạ. Thử coi hung đồ hung nó sao đúng không? Cạp cạp. Thôi em nghĩ là bây giờ đến lúc để nhà hai bên nhìn nhau đi, để cảm nhận coi coi sao. Bởi vậy hung chị đâu hung đâu, để dần đó, để dần. Có là vậy ha. Kéo màn lên. Hai phút dành cho các bạn bắt đầu. À, khi mình đến đây thì mình có một món quà tặng cho bạn. À, đó cũng là ảo thuật thôi. Ảo thuật hoài. Bạn có thể xoay ghế. À, trước mắt bạn là một cái nhẫn. Mình đếm 1, 2, 3 rồi bạn bắt đầu bạn thổi vào nó nha. 1, 2, 3. Ủa gì vậy tặng? Sao bỏ túi? Có chị. Tặng này tặng đồ thật rồi, đồ giả rồi à. Nó chia đồ để ảo thuật thôi, để khè gái thôi, hiểu không? Cái này mới tặng thiệt. Rồi xong. Hồi đó giờ trong các cặp đôi của bạn với anh Hòa thường tặng hoa với quà. Lần đầu tiên tôi thấy có người tặng dây chuyền đó. Em thích anh. Em thích anh hay thích dây chuyền? Thích được tặng dây chuyền. Tự nhiên nhìn tôi anh thích anh. Giật mình. Rồi chúng ta có 2 phút bắt đầu. Bỏ cái vụ ảo thuật qua một bên. Để nhìn này nha. Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi trời. Anh gì em? À, giống chị Cát Tường không? Ừ. Cát Tường 10 thì bạn được 9. À, giờ mình không chịu rồi. À, bây giờ mình hỏi bạn nha, giọng mình có chua không? Hơi có xíu. Mình á thì tính mình rất là ngang bướng. Thì bạn nói là thích con gái dịu dàng đúng không? Mình không có dịu dàng đâu. Nhìn cách ăn mặc là biết rồi đúng không? Rất thẳng thắn. Cho mình hỏi là bạn sinh ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu? À, 20 tháng 8 năm 20 tháng 8. Ủa 20 tháng 8 đây làm gì nha? Dạ không có gì đâu anh, em không phải tin nhanh anh. Cài hàng. Cho mình hỏi lại bạn là bạn sinh ngày mấy tháng mấy? Nữa 25 tháng 10. Cộng trừ nhân chia vậy đó trời. Mình cũng đâu biết có bó đâu, mình hỏi vậy thôi. Nãy bạn nói mình có 9 là gì, các tuần tới 10 lần mình không thích. Hồi nãy bạn nói là bạn cần một người không nói dối. Mình thì không bao giờ nói dối. Ví dụ như giữ ảo thuật cho bạn gái thì giờ bạn gái bạn cấm. Cấm chơi sao? Chấp bỏ bạn gái. Rồi hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để nói thật hơn nữa. 3 tiếng đếm. Bắt đầu. 1 2 Hết thời gian. Bạn nữ cảm giác thế nào về bạn trai đối diện với mình? Dạ, bạn cũng hợp với em lắm, nhưng mà những cái mà bạn tìm á là không phải ở em. Với lại còn cái chuyện là
ảo thuật bỏ bạn gái là thôi xong rồi đó anh. Sao em, tại sao mà chọn ta mà nói kỳ vậy? Tại vì trước khi em yêu một người nào đó thì em đã yêu ảo thuật trước cái người đó rồi. Và cái đó là cái nghiệp của em mà, em phải theo nó. Không, mình nghĩ bạn rất là thẳng thắn. Dạ. Nhưng mà cái sự thẳng thắn của bạn không được bạn bên này đón nhận. Thôi không sao, chúng ta có thể là những người bạn để trao đổi thêm những cái điều, nhiều điều về cuộc sống. Nhân viên của công ty điện tử. Và tại sao chia tay dữ? Dạ thì cũng trong quá trình đó, hồi đó thì em cũng còn nhỏ tuổi và cũng chưa suy nghĩ chín chắn. Và ra đường, trong khi học xong bước ra đường làm việc bươn chải thì lo cho cuộc sống gia đình, mình lo ổn định gia đình rồi mình mới suy nghĩ tới mình. Và lúc đó thì em còn suy nghĩ chưa chín chắn lắm thì cả hai chưa có suy nghĩ nào mà cho hướng tới. Trước khi mà làm tài xế thì Dự làm gì? Dạ em đã từng làm nhân viên tại một labo răng của công ty công nghệ răng thời đại. Rồi làm gì nữa? Dạ trước đây thì mới đầu bước ra đường thì em làm nhân viên trong một công ty ghế nệm sofa. Dạ nhập xuất khẩu qua Mỹ. Rồi làm gì mưu sinh hàng ngày sau những cái công việc đó gian dở? Thì cố gắng làm ăn thì em trong khi đó em cũng vừa đi làm mà vừa tối về thì em cũng hay hoạt động kèo kéo hát rong ngoài đường phố. Hát kèo kéo hả? Cũng từng làm MC trong cái chương trình. Trời dễ thương quá. Tối về đi hát kèo kéo một mình bạn hay có ai không? Một mình em, một cái loa, một chiếc xe và một micro, một cái giỏ kẹo. Nên cuộc sống đến bây giờ, thời điểm này bây giờ thì nó cũng tạm thời là ổn định. Nên cũng nghĩ cho mình một chút và tìm một nữ cho mình. Còn sống Bình Dương với ai? Dạ em sống cùng mẹ và em gái. Vậy à? Dạ. Rồi mỗi đêm đi bán kẹo kéo như thế tới mấy giờ mới tan hả Dự? Dạ tới tầm 10 giờ 10 rưỡi là em về. Những cái đêm mưa gió thế mình bán sao? Dạ những đêm mưa gió thì phải chấp nhận ở nhà. Còn nếu mà lỡ đi rồi thì trú mưa ở những chỗ mà bán nhà người ta. Thôi bây giờ hát một bài cho nó vui lên nào. Dạ. Cái cuộc đời nó vui thì không biết phiền nào. Em gửi bài hát này cũng là tấm chân tình. Thì em cũng không được nói hay lắm. Thì em thay vào đó là một lời hát. Em có đem kẹo kéo đây không? Em đi bán cho. Dạ. Em hát đi em bán. Anh bán chắc cũng dạ, được. Dạ em xin phép hát bài Ngẫu Hứng Liếc Qua Cầu. Rồi mời em. Cho em gửi lời chân tình của em đến bạn gái. Và mong bạn gái cũng suy nghĩ và cho em cơ hội. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa, cầu tre dấu khó đưa sâu. Bằng lòng theo anh xứ mãi tranh nghèo về quê, người dân chỉ có tấm lòng, có chia xuồn ba lá để yêu em. Rồi. Cảm giọng hát giống giọng con gái quá vậy. Nói chung là một chàng trai cũng bôn ba, cũng sương gió dạy dầu ha, cũng mưu sinh tất bật. Và ngày hôm nay thì cũng có một công việc ổn định. Chúc mừng bạn nha. Hy vọng hôm nay chúng ta tìm được cái một nửa yêu thương của mình, như thế là chúng ta hoàn thiện được rồi. Bạn gái cảm nhận về câu chuyện của bạn trai vừa kể như thế nào? Dạ, bạn chân thật và cố gắng tìm cho mình công việc để sống. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn người bạn trai đó phải cao hơn em một cái đầu. Có những tiêu chí gì không? Dạ. Em nói hết ra luôn đi. Cao hơn cái đầu về cả nghe bóng và nghe đen nha. Bạn đó phải tóc phải cắt ngắn gọn gàng, không dùng tóc. Da thì đừng có đen quá mà cũng đừng có trắng quá. Không rượu bia. Không rượu bia? Dạ. Anh trai có rượu bia không em? Dạ thì lâu lâu cũng có xã giao, đám cưới đám tiệc với bạn bè một chút xíu. Và cỡ nhiều nhất thì cỡ 5 lon bia là xỉn. Rồi. Dạ. Giống như xã giao thì cũng được vậy. Không hút thuốc. Dạ em không có chịu được mua thuốc lá. Có hút thuốc không? Dạ không em hút thuốc. Rồi tốt quá. Dạ. Còn gì nữa em gái? Dạ. Có chí cầu tiến. Dạ. Và chân thành. Cái đó thì chắc bạn trai này có rồi. Có điều gì em không thích ở một người bạn trai? Người đó gia trưởng. Lăng nhăng. Có gia trưởng không Dự? Dạ không em không có. Dạ. Dự hiền lắm á. Rồi còn gì nữa không em gái? Dạ chắc hết rồi. Rồi hết rồi còn Dự
Mình dạ. muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ, một nửa của em là chỉ biết kính trên nhường dưới, đối xử với quan hệ, quan điểm và đối xử với mọi người là biết lớn biết nhỏ, biết tôn trọng mọi người, biết lễ phép với gia đình là em thấy quý rồi, em thấy là hạnh phúc lắm rồi. Coi dạ. như đó thôi đúng không? Dạ, chú cũng không mong gì hơn. Dạ. Em không thích người phụ nữ điều gì? Dạ, người phụ nữ thì ăn chơi rồi xăm mình rồi ăn chơi xăm mình á, cái này nó cá biệt rồi, ít dạ, lắm không có đâu dạ. trong chương trình không có ăn chơi xăm mình dữ lắm đâu, có thể xăm tí cho nó vui thôi dạ, thôi dạ. được rồi dạ. để anh qua anh xem đàn gái thế nào nha. Dạ dạ. Ai, dạ chào cô gái dễ thương à, cái câu chuyện của chàng trai bên đây cũng đầy cảm xúc đấy. Dạ. Nếu như một cái người yêu của mình, hai người yêu nhau nhiều lắm rồi sau đó mình tìm hiểu nhau, mình thấy hợp với nhau, nhưng về đến nơi nếu chàng trai đi bán kẹo ké ban đêm đó, em có đồng ý đi với chàng ấy không? Nhưng mà nếu mà trong thời gian mình quen nhau, mình yêu nhau thật lòng thì cái gì mình cũng làm được á. Ừ, tốt, như vậy tốt rồi. Vấn đề cái đó mình nhắc là quá khứ thôi. Dạ. Bây giờ thì hết rồi. Biết đâu hai người sẽ về nghĩ trong cách nào đó để mình có thể phát triển kinh tế thì sao dạ. ha? Anh thấy em cũng hiền đó. Chưa mối tình nào, chưa gì hết. Nếu bây giờ bên đây gọi là muốn bước tới thì khoảng bao lâu? Dạ, 3-4 năm ạ. Dữ vậy hả? Tại vì em cũng muốn ổn định cái tài chính của mình hơn. Ổn định tài chính? Dạ. Khoảng 3-4 năm nữa ổn định tài chính hả? Dạ. Chờ nổi không dữ? Dạ, có thể sớm hơn cũng được. Sớm 3-4 hơn? Năm thì em cố gắng 2 chờ năm đợi được không? Nhưng mà nếu tới đó mà hai người đẹp với nhau thì chắc được. Về vấn đề về tài chính thì em đảm bảo em sẽ lo được trọn vẹn cho gia đình và lo được cho tất cả hai bên gia đình. Thấy chưa? Và sáng đi lấy xe, chiều tối còn làm thêm nhiều việc, lái thêm nữa. Tức là một người hết sức là nỗ lực trong cuộc sống. Anh nghĩ là được đó, rút ngắn thời gian nha. Dạ. Rồi. Nếu như mà kết hôn thì mình sẽ sinh sống ở đâu ha? Giờ em định lập nghiệp ở đâu? Dạ, em thì hiện tại lập nghiệp và nhà cửa em ở Bình Dương. Dạ. À, anh đang sống với ai? Dạ, em sống với mẹ và em gái. Sống với mẹ, gia đình em gái. Chỉ có nhiều thành viên thôi. Ừ. Dạ. Rồi. Coi như là làm dâu đúng không? Dạ không, làm dâu thì cũng được, nhưng mà thì, tại vì là chỉ có mẹ già thôi, nhà cửa thì mẹ cũng có tính cũng dễ dàng nên có thể làm dâu cũng được. Và nếu mà em thương người đó đến mức mà em không thể người đó không chịu làm dâu thì em vẫn có thể theo người đó. Trời ơi, đâu mà dạ. dễ thương, hiền lành quá gì không biết nữa. Rồi thật sự là có cái điều gì mà em ngại ở người phụ nữ không? Em không thích ở người phụ nữ không? Dạ thì người phụ nữ thì ngăn nắp gọn gàng xíu, biết chăm lo cho gia đình một chút là em cảm thấy là ok rồi. Chỉ là công việc của bạn ấy thì có cũng được, không có cũng được, em sẽ đảm bảo em lo được. Nuôi nổi không mà dám nói chắc cú vậy? Dạ thì em trong sức lực của em sẽ lo tất cả. Trong sức lực em mà dạ. lo được hết. Dạ. Ok, chị thấy một người đàn ông có chí cầu tiến như vậy và sẵn sàng đó, yêu thương vợ con, làm hết để cho vợ được thoải mái nhẹ nhàng mà chị thấy cũng là khó tìm đó em. Dạ. Ha. Rồi. Ăn thua hôm nay bạn, mình ha. sẽ khảo sát ý kiến gia đình nha. Dự đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và em gái của em. Dạ. À rồi, chào cô, chào em gái. À, xin chào MC Cát Tường với Quyền Linh. Dạ. Đây là để con nó cũng đã đến tuổi cái hôn rồi, cho nên là cũng mong muốn là đến đây để tìm cho nó một bạn đời. Thành ra là đến đây để thứ nhất là cổ vũ, thứ hai nữa là chọn một nàng dâu tương lai. Cô thấy dâu tương lai gì được chứ cô? Thì thấy là cháu bên đây thì cũng rất là dễ thương, hiền. Nếu mà thật sự mà được đến vừa dự thì hai đứa cũng rất là hiền. Dự hiền lắm, mà dự rất rất là thật thà. Mà nói chung là nói về con ngoan thì dự cũng là điểm 10 đó. Dự rất là ngoan, chăm chỉ lo làm ăn lắm, chứ nó không có chơi bời, không ăn chơi đâu. Mà không hút thuốc, rượu chè thì nói chung là không có nhậu nhẹt mà như người ta đâu. Lâu lâu á hả, bạn bè rủ thì cũng làm một hai lon cho vui vậy thôi, chứ còn uống mà mình cho nhiều thì không có. Dạ. Em gái đang làm gì? Em gái thì nói chung là còn nhỏ, mới có 15 tuổi à, mới nghỉ học. Học gì con? Đưa cho con nói đi, em gái nói đi con. Dạ, con đang vừa nghỉ học xong. Con đang đi làm. Con đi làm rồi hả? Dạ. Nghỉ sớm có đi làm con hả? Dạ. Để phụ mẹ hả? Đang làm gì con? Dạ con làm bên công ty làm những đồ gia dụng. Là con học hết cấp 2 đúng không? Dạ. Rồi.
Nghỉ sớm phụ mẹ phụ anh ha. Con thấy chị dâu tương lai sao con? Dạ con thấy chị cũng được, cũng xứng với anh hai con. Theo tiêu chí của hai người là hợp với nhau ạ. Rồi. Rồi. Cảm ơn gia đình nha. Em đi với ai? Dạ em đi với cha mẹ và hai chị họ. Rồi cho chị gặp ba mẹ em. À, xin chào gia đình đàn gái. Chờ chờ một phút. Chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào toàn thể quý khán giả trong khán phòng. Mình là Quỳnh Ngọc Trí, năm nay 47 tuổi, là cha của bạn gái nữ Thanh Phượng. Mình nhận xét về bạn nam thì bạn nam thấy cũng cao ráo, gương mặt thì cũng có hậu, hiền thì nói chung thì cũng được. Còn nhận xét về nói về bản thân của bạn gái Thanh Phượng thì bạn Phượng lúc nhỏ lên đến lớn thì chỉ đi học thôi, còn nhút nhát lắm, ít có tiếp xúc bên ngoài nhiều. Sau khi ra trường thì vào công ty làm được mấy tháng rồi là thôi. Rồi sau này mình thêm một câu nữa là bây giờ quyền quyết định của bạn gái thì để cho bạn gái tự chọn đi. Nếu mà bên đàn trai bước tới, bên đàn gái có chịu không? Cái đó thì mình thì đồng ý, nhưng mà quyết định là do con. Rồi, con chịu rồi mình chịu ha. Ok. Rồi, cảm ơn gia đình. Rồi. Thôi, bây giờ thì... Dạ, chị em muốn nghe nhận xét của chị họ em. À, rồi, cho anh chị em. À. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào khán giả trong trường quay. Em tên là Ngô Thị Mai Thu và em là chị họ của bé Phượng. Theo chị nhận xét á, thì bạn nam bên đây thì cũng được theo đúng tiêu chí của em là cao ráo, là còn bé Phượng á, thì cũng rất là hiền mà ít nói, thì không biết là sau này á, nhiều khi có những cái chuyện á, Phượng nó cũng khó, nói chung là cái nó sống vào nội tâm thì hơi bị nhiều, cho nên thành ra là phải cố gắng phải hiểu được cái bé Phượng. Còn cái quyền quyết định thì tùy vào Phượng. Xin hết. Thôi, nói đi với gia đình ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Kéo rào. Anh xin tặng em hoa. Dạ, và anh cũng ăn nói thì cũng không có hay lắm, thì anh xin gửi cho em một vài câu hát dạ, để tỏ tình với em và bài hát Làm Vợ Anh nhé. Em mong dạ, anh nhận cho. Dạ em cảm ơn. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Cảm ơn. Rồi, hai bạn ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu trò chuyện đi hai bạn. Trò chuyện đi ạ. Em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh thật thà. Hiện tại là em tên Phượng và em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở Bình Tân, khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Vĩnh Lộc hả? Ồ, vậy cái thời gian mà mình tiếp xúc với nhau chắc là thì anh hơi xa. Thì công việc sắp xếp của anh á, thì anh có thể sắp xếp cho em là ví dụ như ngày Chủ Nhật. Thì em có thấy hạn chế quá không? Dạ không, theo em cũng bình thường. Tại vì trong tuần thì có thể là em tăng ca nên chỉ gặp chắc là chỉ có cuối tuần thôi. À, Nana, Chủ Nhật em được nghỉ không? Dạ. Chủ Nhật thì em được nghỉ làm không? Dạ được. Nhưng mà anh thì không có được làm, nhưng mà anh sẽ sắp xếp một việc. Tại vì ngành bên anh là ngành vận tải, chở bê tông cho đổ cho mấy công ty xí nghiệp và mấy cao ốc đó. Nên ngày nào cũng phải làm, nhưng mà ngày khi mà em cho anh cơ hội thì anh sẽ sắp xếp thời gian hết mức có thể để mà hai đứa mình có những ngày tháng mà cảm nhận của tình yêu. Dạ. Nếu mà có cơ hội thì sau này anh sẽ cố gắng vun đắp và che chở cho em. Rung lắm hả em? Dạ rung. Sao ngồi nhúc nhích liên tục vậy? Hít thở sâu vào. Thôi bạn gái hát tặng bạn trai một bài cho bạn trai đỡ rung đi. Thấy bạn trai rung lắm rồi đó. Dạ em có chuẩn bị bài hát mà có em chờ. Em sẽ hát một đoạn.
Chắc hơi dở. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đang rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Cách anh cười câu môi, cách anh lặng lẽ ngồi, người nhìn bóng tôi lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Mỗi khi nào có khao khăn qua về nhà anh nhé, có em chờ. Rồi, chúng ta nói về quan điểm hôn nhân gia đình giữa hai bạn đi. Thì sau này có cơ hội thì em mong muốn sẽ đồng hành với anh chứ. Dạ, nếu chúng ta có cơ hội ở nhà để xin ạ. Thì mà anh cũng không có gì hơn, anh cũng ăn nói tệ lắm. Nhưng mà theo về đó thì anh chỉ có những lời ca tiếng hát thôi. Thì mong em cho anh một cơ hội để mà được đồng hành với em để tiếp quãng đường còn lại nhé. Dạ. Con cái thế nào, con trai con gái hỏi luôn đi. Dạ, nếu sau này có cơ hội hai đứa mình ở với nhau thì em mong muốn anh điều gì, và mình sẽ mong muốn sẽ là con trai hay là con gái? Em thích cả hai. Thích cả hai. Với quan niệm của anh thì trai gái không quan trọng, miễn sao là có là mình vui mình hạnh phúc rồi. Dạ. Dường ơi, nếu như hai người bước tới tiến tới hôn nhân á thì chúng ta sẽ hướng tới tương lai bằng cách phát triển kinh tế như thế nào? Em có thể vạch trong con đường mà Phượng có thể hỗ trợ được hay không, hay là Phượng đưa ra con đường nào đó? Tại vì một người đàn ông là phải nắm chủ lực trong kinh tế gia đình, thì em có thể là em đảm bảo được là em sẽ lo kinh tế gia đình ổn định, và cho dù người vợ mình có công việc làm ổn định hay không hay là gì đó thì mình thương, mình che chở, là tất cả là mọi thứ em đều lo hết được. Phượng có lo biết Phượng có thích làm cái gì không, buôn bán hay phát triển kinh tế bằng cái ngành nghề gì không? Không lẽ giờ mình đi làm may cái khu công nghiệp hoài, nếu có con đâu có làm được, đúng không? Dạ. Em có nghĩ đến em sẽ làm gì để phát triển kinh tế không? Dạ không, hiện tại là em là nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm anh. Dạ. Có nghĩ gì làm dạ, làm thêm không? Chắc là sau đó mình sẽ kinh doanh một cái gì đó. Cũng không cần lắm đâu, tại vì là người phụ nữ mà lo cho gia đình tốt là ok rồi chứ. Dạ. Không cần thiết là phải là bản lĩnh lắm đâu. Khi mà người bản lĩnh quá thì em cũng sợ, tại vì là em mà theo đuổi không được thì em cũng không có được đền đáp được cái gì hết, nên nếu mà bình thường là được rồi. Nhưng bây giờ nè, dạ, anh hỏi nè, khi mà hai đứa về nhau rồi có con thấy không? Dạ. Rồi tiền phòng trọ nè, tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ tiền hết nè, tiền cho mẹ, cho em nữa nè. Dạ. Vậy thì em làm đi lái xe sao đủ, rồi làm gì nữa? Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ đầy đủ hết, mọi tiện nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế, tại vì bây giờ làm ăn sinh sống là tạo lên một cái sự nghiệp vững mạnh thôi, chứ còn kinh tế mà lo ăn chỗ ở là em sẵn sàng hết rồi. Có nghĩ mình phải mua chiếc xe nào đó để mình chạy riêng cho mình không? Dạ có. Đó, thí dụ như thế. Dạ. Thấy không? Dạ. Rồi, bây giờ mỗi đứa nói một câu nào đó về những cái cảm xúc trước đối phương của mình. Bây giờ bạn nam bước tới đi. Bạn nữ là chưa có bao giờ, chưa có một mối tình nào, chưa nắm tay bao giờ. Em hãy thử để cho bạn nữ kiểm tra lại cái cảm xúc của mình, nắm tay bạn ấy và nói những cái gì thật lòng nhất, rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Trên phải được phép nắm tay em nhé. Dạ được. Nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình mỗi đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh một cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ, xíu nữa là em sẽ trở lại. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành bấm nút các bạn nha. Tay vào nút bấm đi em. Một chàng trai rất là chân thành, vẫn có sự rụt rè. Một cô gái cũng khá là kính tiếng, khó có thể nhận biết được cô đang nghĩ gì. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Cái cơ hội là của hai bạn, có nắm bắt hay không là quyền của hai bạn. Bởi vì khi bấm nút là trao duyên cho nhau. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. Rất nhiều người thân, bạn bè, gia đình đang theo dõi cái giây phút này của hai bạn nhé. Hãy nhắm mắt lại và quyết định. 1 2 3. Hết thời gian.
chúc mừng. Nắm tay đi dự. Đẹp lắm đó. Hả? Cặp này tôi nghĩ rằng là họ có gương mặt phu thê lắm đấy. Rất là hợp lý luôn đó. Cảm giác thế nào hả dự? Dạ, cảm giác vui. Vui hả? Dạ. Em nói gì với gia đình của Phượng đi. Dạ, con xin chào hai bác và xin phép hai bác cho con được cơ hội để đến với Phượng và làm quen với Phượng. Cho hai bác cho con cơ hội. Đó, hai bác gật đầu rồi. Xin hai bác cho một nụ hôn đầu tiên nhé. Dạ, xin phép hai bác cho con được phép hôn trên trán bạn một nụ hôn đầu tiên của bạn. Anh đồng ý không? Thôi thôi, kêu lớn quá. Nhưng mà không, cái nụ hôn đầu tiên hôn trên trán nó không có ý nghĩa. Phải trên má nó mới ý nghĩa. Từ từ á. Làm lại nó kêu lớn hơn nãy luôn nha. Dạ. Thấy sao Phượng? Em không biết nữa. À, dễ thương lắm. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hai đứa nắm tay chặt nhau nào. Ha. Những cái giờ phút này các bạn nhớ mãi các bạn nói gì nha. Phải làm đúng những lời mình nói. Bao nhiêu người chứng kiến chứ không phải là nói một mình đâu nha. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến các bạn. Các bạn sẽ tìm ra được một người yêu thương của mình sớm nhất và thông báo tin vui chúng tôi nha. Những chiếc vé xem phim để giúp các bạn hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn ở cụm rạp Cinebox 212 Lê Chiến.